Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành công thương với đặc thù sản xuất công nghiệp và thương mại góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế hàng năm. Song, những hoạt động của ngành cũng phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, trong những năm qua, toàn ngành đã nỗ lực xử lý, từng bước kiểm soát các nguồn thải trong các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Nhằm thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2020-2025, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty trong ngành thực hiện công tác thống kê, kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải và quản lý chất thải theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế các rủi ro, sự cố môi trường, tăng cường hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, Bộ Công Thương đã phân công chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Luật Bảo vệ môi trường, tập trung vào một số nội dung trọng tâm về phát triển ngành công nghiệp môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Về cái công tác mà bảo vệ môi trường, bởi vì ở công ty nào cũng vậy, nếu mà tới thời đại hiện tại nhà nước như chính phủ như thế giới quan tâm nhất là cái công tác môi trường, bảo vệ môi trường, thì công tác này rất là quan trọng. Riêng đạm Cà Mau là luôn luôn ưu tiên cái việc mà công tác bảo vệ môi trường là hàng đầu. Đó. Và chúng tôi cũng có các cái kế hoạch, ví dụ như là làm các cái dự án, ví dụ như là về năng lượng, tìm kiếm các cái nguồn năng lượng mới hoặc là thay thế năng lượng khác để thay thế, gọi là thân cái nguồn năng lượng mà nó thân thiện với môi trường. Chẳng hạn như là các dự án như hydro xanh hoặc là dự án thu hồi CO2 là bảo vệ môi trường, là các cái dự án đó là một trong những dự án mũi nhọn của một trong những cái chiến lược của công ty từ nay đến năm 2025. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác an toàn lao động và từng bước kiểm soát các nguồn thải trong các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn và phát triển bền vững. Gần đây, Hội thảo An toàn lao động và bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2023 đã được Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam tổ chức với sự tham gia của nhiều bộ, ngành liên quan. Hội thảo hướng đến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động, các nhà quản lý trong công tác đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường, giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống và môi trường làm việc, thúc đẩy việc sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, cải thiện và phục hồi môi trường. Hiện nay thì không chỉ là ngành tài nguyên môi trường được đặt ra với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường nữa đâu, mà tất cả các bộ ngành đều có cái sự quan tâm, và đặc biệt là trong lĩnh vực công thương thì chúng ta cũng đang dự một cái sự kiện này đấy, thì thấy rằng là tôi cũng đánh giá rất cao. Và mỗi một năm thì đều có một cái hội thảo như thế này để nhìn lại các vấn đề ta làm là những vấn được đến đâu, đúng không ạ, và rút kinh nghiệm để trong quá trình thực hiện ấy, thì được tốt lên. Trong thời gian qua, bên cạnh các giải pháp đưa ra để bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thực thi từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Những điểm mới của luật như giấy phép môi trường, quản lý chất thải, thu phí theo khối lượng xả ra hay một số nội dung như kinh tế tuần hoàn, phát triển ngành công nghiệp môi trường, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả, tuần hoàn nước thải sản xuất, tái chế, xử lý chất thải công nghiệp thành sản phẩm hàng hóa đã được đề cập để phù hợp với các hoạt động của ngành công thương. Thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường cũng là thực hiện mục tiêu xanh hóa nền công nghiệp, xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.